năm nay thì lượng hoa giảm hơn mỗi năm. Năm nay vì bệnh Covid mà kinh tế chung mình cũng giảm. Vì bệnh mà không biết sao làm cầm chừng, năm nào phải làm tại yêu nghề, năm nào phải làm. Giảm năm thì làm 11 ngàn chậu, năm nay giảm còn có 8 ngàn chậu thôi. Nó cũng giống bình thường, một con cái là nó thối. Thối là nó úng, gọi là úng. Nhưng mà tâm là con úng.